Lạy Đấng Tam Giới Tôn ơi, quy mạng mười phương phận, con nay phát nguyện đồng mấy tổ trì kinh Địa Tạng. Trên đền bốn ơn nặng, hên một báo thân này sanh qua cõi cưng là ai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Kinh Địa Tạng. Bồ Tát bốn nguyện thần thông trên cung trời, đạo lợi phẩm tư nhân phần hiện thần thông, con nghe như thế này. Một hoa nọ tại cung trời, đạo lợi đứng phần vì thánh máu mà thuyền pháp luân đỏ bằng khà thuyền, bằng khà thuyền tăng ca chư Phật và Đại Bồ Tát. Trong vô lượng thế giới, mười phương đều đến hồi hôm rồi đồng khen ơi rằng đừng Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời an ngũ trường mà hiền sơn ngoái đứng trí huệ thần thông, chẳng thể nghĩ bàn để điều phục chúng sanh, can cường làm cho chúng nó rõ phàm khổ pháp vui chuyện sống chư Phật. Đều sai thì gia kính tham đường Thế Tôn, bây giờ Đức Như Lai mỉm cười phóng ra trăm nghìn vầng mây sáng rỡ lớn như là vầng mây sáng rỡ đầy đuông. Vầng mây sáng rỡ đại từ bi, vầng mây sáng rỡ đại trí huệ, vầng mây sáng rỡ đại bát nhã, vầng mây sáng rỡ đại tam muội, vầng mây sáng rỡ đại kiết tường, vầng mây sáng rỡ đại phương đứng, vầng mây sáng rỡ đại công đức, vầng mây sáng rỡ đại quỷ, vầng mây sáng rỡ đại tăng thăng. Nờ và phóng ra bằng cà khuế, vầng mây sáng rỡ như thế, rồi lại phóng ra các thứ tiếng vì diệu như là tiếng Bồ Thí Độ, tiếng Trì Giới Độ, tiếng Nhân Nhùng Độ, tiếng Tinh Tấn Độ, tiếng Thiền Định Độ, tiếng Bát Nhã Độ, tiếng Từ Bi, tiếng Hỷ Xả, tiếng Giải Thoát, tiếng Vô Lậu, tiếng Trì Huệ, tiếng Sư Tử Hồng, tiếng Đại Sư Tử Hồng, tiếng Mây Sầm, tiếng Mây Sầm lớn trời rộng, hồi họp khi đường Phật phá ra bấn khả thuyền, bấn khả thuyền tiếng vi diệu như thế, song thời có vô lượng ứng hàng trời rộng, quý thân ở trong cõi Ta Bà và coi nửa phương ca cũng đến hồi hôm nơi cung
trời Đao Lợi, Như là trời Tứ Thiên Vương trời Đao Lợi, trời Tu Diệm Ma, trời Đâu Xuân Đàn, trời Hoa Lan, trời Tha Hóa, trời Tự Tại, trời Phạm Chúng, trời Phạm Phu, trời Đại Pháp, trời Tiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Quang Âm, trời Thiếu Tình, trời Vô Lượng Tinh, trời Biến Tinh, trời Phước Sanh, trời Phương Ai, trời Quang Hoa, trời Nghiêm Sức, trời Vô Lượng Nghiêm Sức, trời Nghiêm Sức Quá Thiền, trời Vô Tướng, trời Vô Phiền, trời Vô Nhiệt, trời Thiên Kiến, trời Thiền Yên, trời Sáng Cứu Cánh, trời Ma Hê Thú La, cho đến trời Vi Tướng Phi Phi Tường Thương. Tất cả thiên chúng long chúng cùng ca chúng quỳ thần đều đến hồi hôm lại, có những vị thần cõi ta bà cùng cõi nước phương khác, như thần biển, thần sông, thần rạch, thần cây, thần núi, thần đấng, thần sông chằm, thần lúa mà, thần chú ngày, thần chú đêm, thần hư không, thần trên trời, thần chú ăn uống, thần cây có cán vị, thần như thế đều đến hồi hôm lại, có những đại quý vương ở cõi ta bà cùng cõi nước phương khác, như Án Mục quý vương, Đàm Huy quý vương, Đàm Tinh quý vương, Đàm Thai Noãn quý vương, Hành Bình quý vương, Nhiêm Đồng quý vương, Tự Tâm quý vương, Phương Lời quý vương, Đại Ai Kính quý vương, Can quý vương, như thế đều đến hồi hòm. Đừng qua phá khởi bây giờ đừng kinh Ca Mâu Ni Phật, bao ngày văn thù sư lợi Pháp Vương Tứ Đại Bồ Tát rằng, ông xem coi tất cả chư Phật Bồ Tát và trời rồng quý thần đó ở trong thế giới này cùng thế giới khác, ở trong quân độ này cùng quân độ khác, nay đều đến hồi hôm tại cung trời Đao Lợi, như thế ông có biết số bao nhiêu chăng? Ngài Văn Thù Sư Lợi Bành Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực của con để tinh đếm trong nghìn kim cũng không biết số bao nhiêu. Đức Phật bao Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng, đến ta dùng phận nhãn xem hay còn không, đêm xưa số thánh phàm này đều của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, từ thuở kim lâu xa đến nay hoàng đã độ, đương độ chưa độ, hoàng đã thành tựu, đương thành tựu, chưa thành tựu. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Đức Phật rằng, từ thuở lâu xa về trước, con đã tu căn lành chứng đặng trí vô ngài. Nghe lời Đức Phật nói đó, thời tin nhận liền, còn hàng thiêu quá thanh văn trời rộng, tam bộ chúng và những chúng sanh trong đời sau, dầu nghe lời thanh thân của Như Lai,
nhưng chẳng là sanh lòng nghi ngờ, giàu cho có lại vẫn đi nữa cũng chưa khỏi hủy ban cuối mong được cái tôn nói rõ nhân địa của ngài Địa Tạng Bồ Tát ngài tu hành gì. Làm nguyện gì mà thành tựu được sự không thể nghĩ bàn, như thế Đức Phật bao ngày văn thù sư lời rằng ví như bao nhiêu cây có lùm rừng lúa mè tre lau đá núi bụi bằng. Trong cõi tám thiên đại thiên cứ một vần làm một sông hằng, rồi cứ so cá trong mỗi sông hằng một hà cán làm mò cõi nước, rồi trong mò cõi nước cứ một hàng bụi nhon làm một kiếp, rồi bao nhiêu số bụi nhỏ chứa trong một kiếp đều đem làm kiếm cá tư lung. Ngài Địa Tạng Bồ Tát chứng qua vị Thâm Địa Bồ Tát đến nay nghìn lần lâu hơn số kiếp tỷ dù ở trên. Huống là những thoa ngài Địa Tạng Bồ Tát còn ở bậc thánh văn và bến chi phần này văn thù sư lời oai thân thề nguyện của Bồ Tát đó không thể nghi bàn đến đường. Về đời sau nếu có trang thiện nam người thiện nữ nào nghe danh từ của Địa Tạng Bồ Tát hoặc khen người hoặc chim ngưỡng vái lại hoặc xưng danh hiệu hoặc cúng dường. Nhận đến vẻ cảnh tâm sơn hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thời người đó sẽ được một trăm lần sanh lên cõi trời đau lời vĩnh viễn, chẳng còn bị sa đọa vào chốn án đào. Trưởng gia tứ khoa nguyện này văn thu sư lời trái qua băng khả thuyết, băng khả thuyết kiếm lâu xa về trước tiền thân của ngài Địa Tạng Bồ Tát làm một vị trưởng gia tứ. Lúc đó trong đời có Đức Phật hiểu là sư tử phấn tân cụ tung vàng hạnh Như Lai trường gia tư thấy Đức Phật tương màu tôn đẹp nghìn phước trang nghiêm mới bạch hỏi Đức Phật tu hành nguyện gì mà đang to đẹp như thế. Khi ấy Đức sư tử phấn tân cụ tung vàng hành Như Lai bảo trưởng gia tư rằng muốn chứng được thần tướng tốt đẹp này cần phải trải qua trong một thời gian lâu xa độ thoát tất cả chúng sinh bị khổn khổ này. Văn thù sư lời trường gia tứ nghe xong liền phát nguyện rằng từ nay đến tổ số chẳng thể cười thiên ở đời sau. Tôi vì những chúng sanh tôi khổ trong sao đường mà giảng bài nhiều phương tiện làm cho chúng đó đường giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo bởi ở trường Đức Phật. Sư tử phấn tân cụ tung vang hành Như Lai ngài lâm nguyện
rồng đó nên đến nay đã trải qua trăm nghìn muôn ư vô số vấn khả thuyết kiếp mà Ngài vẫn còn làm vị Bồ Tát. Bà là một nữ cứu mê lại thua bắn khả tư nghị vô số kim về trướng lông đó có Đức Phật hiệu là Giác Hoa Định Từ Tại Vương Như Lai. Đức Phật ấy thọ đến 400.000 muôn ứng vô số kim. Trong thời tướng Pháp có một người con gái dòng Bà La Môn, người này nhiều đời chưa phước sâu dày, mọi người đều kinh nể khi đi đứng lúng nằm ngồi, chư thiên thường theo hồ bề. Bà mẹ của người cương mê tín tà đạo, thường kinh khi ngôi tam bảo thoái, mặn dầu thanh nữ đem nhiều lời phương tiện khuyên nhủ bà mẹ người hầu làm cho bà mẹ người sanh chánh kiên. Nhưng bà mẹ người chưa tin hẳn, chẳng bao lâu bà ấy trên thần hồn sa đọa vào vô gian địa ngục. Lúc đó thánh nữ biết rằng người mẹ khi còn sống không tin nhân quả, liệu chắc phải theo nghiệp quay mà sanh vào đường ăn. Thành nữ bèn mang nhà đấng sắm nhiều hương hoa cùng những đồ lễ cúng, rồi đem cúng dường tại các chùa tham thờ đưa Phật Giác Hoa Định Từ Tại Vương. Trong một ngôi chùa kia thấy hình tượng của Đức Phật Giác Hoa Định Từ Tại Vương, đắp vế oai dung đủ cánh tôn nghiêm, thánh nữ chiêm bái tượng của Đức Phật lại càng sanh lòng kinh ngưỡng, từ nghĩ thầm rằng Đức Phật là đấng đại giác đủ tất cả trí huệ, nếu Đức Phật còn trụ ở đời thì khi mẹ tôi quốc tôi đến bành hỏi Phật chắc thế nào cũng rõ mẹ tôi sanh vào chốn nào. Nghe đến đó thánh nữ buồn tuổi rơi lệ chăm nhìn tượng Như Lai mà lòng quyến luyến mãi. Bóng nghe trên hư không có tiếng báo rằng thánh nữ đường khóc kia, thôi đừng có bi ai, qua lắm nay ta sẽ bao cho ngươi biên chỗ của mẹ ngươi. Thanh nữ chấp tay hướng lên hư không mà vái rằng đứng thần nào đó mà giải bớt lòng sầu lo của tôi. Như thế từ khi mẹ tôi mất đến nay tôi thương nhớ ngày đêm, không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi tháng sanh vào chốn nào. Trên hư không lại có tiếng bao thánh nữ rằng ta là Đức Phật quá cứ Giác Hoa Định Từ Tại Vương Như Lai mà người đứng chim bái đó thấy người thường rón nhớ mẹ trôi hơn thường tình của chúng sanh, nên ta đến chỉ bao thanh nữ nghe nói xong liền té xìu xuống tay chân mình mây đều bị tổn thương. Những người đứng bên vội vàng đỡ dậy mộng lan sao, thanh nữ mới tin lại rồi bành cùng trên hư không rằng cuối sinh
xin đứng phần so thương báo ngay cho rõ chỗ tháng sanh của mẹ con. Này thần tâm của con sam trên mắng đơ gia hoa định từ tài vương Như Lai bao thánh nữ rằng cúng dường xong ngươi mau mau trở về nhà rồi ngồi ngay thân nghi tướng danh hiệu của ta. Thời người sẽ biến cho ta sanh của mẹ ngươi lễ phần sống thanh nữ liền trở về nhà vì thương nhớ mẹ nên thanh nữ ngồi ngay thắng niềm danh hiệu của giảng hoa đình từ tại vương Như Lai trải suốt một ngày một đêm bồng thấy thân mình đến môn bờ biển kia nước trong biển đó sôi sùng sùng có rất nhiều thu dữ thân thế toàn bằng sắt mày nhảy bên mặn biển chảy rảo bên nay xua đuổi bên kia thấy những trai cùng gái số nhiều đến nghìn muôn thuở chìm thoáng nổi ở trong biển bị cạn thu giữ dành nhau ăn thịt. Lại thầy quý giá có hình thù đều là lùng hoàng nhiều tay nhiều mắng nhiều chân nhiều đầu răng nanh chia ra ngoài miệng bén nhọn giường gươm lùa những người tôi gần thu dữ rồi quỷ lại chập bắn người tội. Tùm quắm đau chân người tội lại hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu khi ấy thanh nữ nhờ nương xứng niệm phật nên tự nhiên không kinh sợ có mồn vì quý vương tên là Vô Đồng. Đến cuối đầu nghìn tiếm hỏi thánh nữ rằng hãy thái Bồ Tát ngài có duyên thứ gì đến chốn này. Thánh nữ hỏi quý vương rằng đây là chốn nào. Quý vương Võ Đông đáp rằng đây là Tân Biên thứ nhân ở phía tây núi Đại Thiết Phi. Thánh nữ hỏi rằng tôi nghe trong núi Thiết Phi có địa ngục, việc ấy có thiệt như thế chăng? Vô Độc đáp rằng thiệt có địa ngục. Thánh nữ ơi đang nói tôi làm sao để được đến chốn địa ngục đó? Vô Đồng đảm rằng nếu không phải trước ngoài thần cần phải do nghiệm lẫn ngoài hai điều này ra không bao giờ có thể đến đó được. Thanh nữ lại hỏi duyên cớ vì sao mà trước trong biển này sôi sùng sục như thế và có những người tôi cùng với các thu dự. Vô Độc đáp rằng những người tôi trong biển này là những kẻ tạo án ở cõi Diêm Phù Đề mới chết trong khoảng 49 ngày không người kể từ để làm công đức hầu cứu với khổ nạn cho lúc sống kẻ đó lại không làm được nhân lành nào cả. Vì thế nên cứ theo nghiệp ác của họ đã gây tạo mà cảm lấy bao khổ ở địa ngục, tự nhiên họ phải lội qua biển này. Cánh biển này mười muôn gió tuần về phía đông lại có một cái biển những sự
thông khổ trong biển đó sám bồi ơn biển này. Phía đông của biển đó lại có một cái biển nữa, sự thông khổ trong đó càng trôi hơn, đó đều là do những nghiệp nhân xấu xa của ba nghiệp mà cám với ra. Đồng gọi là biển nghiệm chính là ba cái biển này. Vài thánh lại hỏi quý vương vô đông rằng địa ngục ở đâu. Vô đông đám rằng trong ba cái biển đó đều là địa ngục, nhiều đến số trăm nghìn, mỗi ngục đều khác nhau. Về địa ngục lớn thời có 18 chỗ, bờ kê đó có 500 chỗ đủ không lường. Sự khổ sở bừng kế nửa có đến 1000 cũng đầy không lường sự thông không. Thành nở lại hỏi đại quý vương rằng thân màu của tôi mới gần đây không rõ, thần hồn của người phải xa vào chốn nào. Quý vương hỏi thánh nữ rằng thân mau của Bồ Tát khi còn sống quyền làm những nghiêm gì. Thánh nữ đáp rằng thân máu của tôi mê tín tà đạo, kính chê ngôi tam bảo hoàng có lúng tam thời, tinh chánh pháp xong rồi chẳng kính dầu quốc không bao lâu mà chưa rõ đó làng vào đâu. Vô đồng hỏi rằng thần mẫu của Bồ Tát tên họ là gì. Thánh nữ đáp rằng thân phụ và thân mẫu của tôi đều dòng dõi Bà La Môn, thân phụ tôi là Thi La Thiền Kiên. Thân mẫu tôi hiểu là duyên đế lời vô đầu chấp tay thưa thánh nữ rằng xin thánh nữ hãy trở về chớ đem lòng thương nhớ buồn rầu qua lắm nữa tội nữ duyên đế lời. Nửa sanh lên cõi trời đến nay đã 3 ngày rồi, nghe nói nhờ con gái của người có lòng hiếu thuận vì mẹ mà sắm sửa lễ vật tu tạo phương lành cúng dường chùa tham. Thờ đứng giá hoa đình từ tại vương Như Lai, chẳng phải chi riêng thân màu của Bồ Tát đang thoát khỏi địa ngục mà ngày đó những tội nhân vô gián cũng đều được vui vẻ đồng đẳng tháng sanh cam. Nói xong quý vương chắp tay chào thánh nữ mà cáo lui. Bây giờ thánh nữ dường chim bao chợt tin rõ biết việc đó rồi, bèn đổi trưa pháp tương của Đức Giang Hoa Đình tự tại vương Như Lai mà phán thề nguyện rộng lớn rằng: tôi nguyện từ nay nhận đến đời vì là những chúng sanh mang phải tội khổ thì tôi lầm ra nhiều phương chưa làm cho chúng đó đường giải thoát. Đức Phật báo ngài văn thù sư lời rằng: quý vương vô đồng trướng đó nay chính ông tài thú Bồ Tát, còn thánh nữ Bà La Môn đó nay là Địa Tạng Bồ Tát. Vậy kính Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện phần thần tập hồi pháp thứ hai hóa thân cùng quyên thừa lùng đó phân thân Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi có địa ngục
trăm nghìn muôn ứng bấn khả tư bấn khả nghì. Bấn khả lượng bấn khả thuyết vô lượng vô số thế giới đều đến hồi hòm tại cung trời đạo lợi do nhờ thần lực của Như Lai phần thân đó hiện với những chúng đã đường giải thoát ra khỏi. Chọn nghiệm đạo ở mười phương cũng đều đông đến cho nghìn muôn ơn na do tha đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật nhân chúng cùng đến với phần thân đó thầy đều nhờ Địa Tạng Bồ Tát giao hoan. Làm cho trụ nơi đạo vô thượng chánh đăng chánh gia tròn không còn thôi chuyện như chúng sinh đó từ kiếp lâu xa đến nay trôi lặn trong vòng sanh tử trong sâu đường chiều những điều khổ sở. Không có lúc nào tạm ngừng nhớ nhớ lòng từ bi lớn và thế nguyên sâu dày của Ngài Địa Tạng Bồ Tát nên ta cả đều chứng được đạo quả đại chúng đó khi đã đến cung ở trời đạo lời. Lòng họ vui mừng hân hơ chiêm ngưỡng đứng Như Lai mắng nhìn mãi không rời đứng Như Lai an ủi quỳ tháng bây giờ để tôn giờ tay sáng vàng xoa đảnh của hóa thân Địa Tạng Đại Bồ Tát. Trong trăm nghìn muôn ức bơ khả tư bấn khả nghì bấn khả lượng bơ khả thuyết vô lượng vô số thế giới mà dạy rằng ta ở trong đời an ngũ trượt và hòa nhưng chúng sanh càng cường như thế làm cho lòng chúng nó đều phục bỏ tà về chánh. Nhưng trong mười phần vẫn còn một hai phần chúng sanh quen theo tánh ác muôn đồ chúng đó ta cùng phân nghìn trăm ức thân làm ra nhiều phương chứa trong chúng sanh đó hoặc có người căn tánh sáng lèm. Nghe pha của ta thời liền tin nhận hoàng có người phải ân cần khuyên ba mới thành tựu được thiện quá hoàng có kẻ vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tin ngưỡng mộ. Ta vẫn ra nhiều thần đó thoa những hàng chúng sanh mỗi mối sai càng như thề hoàng hiện ra thân trai hoàng hiện ra thân gái hoàng hiện ra thân trời rồng. Hoàng hiện ra thân quế thần, hoàng hiện ra rừng núi sông ngòi ao rành suối làm lợi ích cho mọi người để rồi đồ họ đường giải thoát. Hoàng hiện ra thân thiện đế, hoàng hiện ra thân trời phạm vương, hoàng hiện ra thân vua chuyến luân, hoàng hiện ra thân quốc vương. Hoàng hiện ra thân cư sĩ, hoàng hiện ra thân tế phụ, hoàng hiện ra thân các hàng quan thuộc, hoàng hiện ra thân tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di. Nhân đến hiện ra những thân thanh văn là Hán Binh Chi Phật và Bồ Tát Đế Hoa Đồ chúng sanh chớ chẳng phải chỉ có thân Phật hiện ra trước chúng thôi đâu Địa Tạng ông xem ta đã trải qua.
bào so kiếm nhọc nhằn đo thoáng, nhưng chôn sanh căn cường đầy tội khổ khó khai hóa như thế. Ngoài ra những kẻ chưa điều phục được thời phải theo nghiệp thọ báo. Nếu khi chúng đó có bị đọa vào đường dữ chiều nhiều sự thông khổ, thời ông nên nghĩ nhớ ta ở cung trời đau lời ân cần phó chúng đây mà gắn đô chúng sinh, làm cho chúng sanh trong cõi ta bà này. Đền lượng Phật Di Lặc ra đời đều đặng giải thoát khỏi hẳn căn điều khổ gầm phờ, đưa đưa Phật thọ ký bây giờ những hoa thân Địa Tạng Bồ Tát ở các thế giới hiềm chung lại một hình. Trời lễ thương cảm mà bành cung đứng phân rằng, từ số kiếm lâu xa đến nay con nhờ Đức Thế Tôn tìm đồ dân diệu, làm cho con được thần lực chẳng thể nghĩ bằng đầy đủ trí huệ rộng lớn. Còn vân hiện thân hình ra có cùng khắp trăm nghìn muôn ứng hằng hà sa thế giới, trong mỗi thế giới hóa hiện trăm nghìn muôn ứng thần, mỗi thân đó hóa độ trăm nghìn muôn ứng người, làm cho quy kính ngồi tạm bao coi hắn vòng sanh tư hướng vui niếm bàn. Nhưng chúng sanh nào ở nơi Phật Pháp chỉ làm việc lành bằng một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát, một bụi nhỏ, hoặc chỉ bằng chừng mấy lòng tông con đều đo thoáng lần lần, làm cho chúng đó được lợi ích lớn. Cuối mong được Như Lai trở về những chúng sanh a nghiệp trong đời sao mà sanh lòng lo lắng. Cuối mong được Như Lai trở về những chúng sanh a nghiệp trong đời sao mà sanh lòng lo lắng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bành cùng đừng Phật ba lần như thế lúc đưa Phật khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Hay thay, hay thay, ta hộ trợ cho ông đưa toại nguyện từ kiếp lâu xa đến nay, thường phá nguyện rộng lớn cứu độ tất cả chúng sinh. Xong rồi thời ông liền chứng quả Bồ Đề. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bồ Nguyện Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên Phẩm Thứ Ba Phật Mẫu Thứ Hồi Lúc Đó Đứng Phật Mẫu Là Bà Ma Gia Phu Nhân Chấp Tay Cùng Kính Mà Hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát: Thành giả chúng sanh trong cõi diêm phù đề, ta nghiệm sai cá cam thọ qua báo ra thế nào? Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Trong nghìn muôn thế giới cho đến quân độ, hoặc nơi thời có địa ngục, nơi thời không địa ngục, hoặc nơi thời có hàng nữ nhân, nơi thời không có hàng nữ nhân, hoặc nơi phần pháp, nơi thời không phần pháp, nhân đến bừng thanh văn và bính chi Phật vân vân.
cùng sai cả như thế chớ chẳng phải riêng tội báo nơi địa ngục sai cả khỏi đau bà ma gia phu nhân lại bành cùng bồ tát rằng tôi muốn nghe tội báo trong mong ngài lòng nghe nhận lấy tôi sẽ lường nói việc đó thanh mau bành rằng xin thanh giá nói cho bồ tát lựa thuận bây giờ ngài địa tạng bồ tát thưa thanh mau rằng danh hiệu của những tội bao trong coi Nam Diêm Phù Đề như dưới đây như có chúng sanh chẳng hiếu thảo với cha mẹ cho đến giết hại cha mẹ kẻ đó phải đó vào vô gián địa ngục mai đến nghìn muôn ứng kim. Không lúc nào mà ra khỏi đường như có chúng sanh nào có lòng an mà thân phận bị thương chay máu kinh che ngồi tạm ba chăng kinh kinh điển cũng phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn kiếp không khi nào ra khỏi đường. Hoàng có chúng sanh xâm tổn của thường trụ phạm tăng ni hoàng tứ tình làm sự dâm loạn trong chốn chùa chiền hoàng chia hoàng ai như chúng sanh đó phải đó vào vô gian địa ngục trong nghìn muôn kiếp không lâu nào mong ra khỏi đường như có chúng sanh gia làm thầy sa môn kỳ thơ tâm chẳng phải sa môn làm dùng của thường trụ trai phàm giới luật gàn gấm hàng bành y tạo nhiều điều tôi ác hạng người như thế phải đọa vào vô gian địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không khi nào mong ra khỏi đưa hoàng có chúng sanh trộm cắp những tài vật lúa gạo đồ ăn uống y phục vân vân của thường trụ cho đến không cho mà lấy mồ và kẻ đó phải đọa vào vô gian địa ngục trong nghìn muôn kiếp không lâu nào mong ra khỏi đường ngài địa tạng bồ tát thưa rằng thanh mau nếu có chúng sanh nào phạm nhưng tội như trên đó thời phải đoa vào địa ngục ngũ vô gián cầu tam ngừng sự đau khổ chừng khoáng một niệm cũng không được bà ma gia phu nhân lại bành cùng địa tạng bồ tát thế nào gọi là vô gián địa ngục. Ngài địa tạng bồ tát cứ rằng thánh mẫu bao nhiêu địa ngục ở trong núi thiêu vi lớn có 18 chỗ thư kê đó 500 chỗ danh hiệu đều riêng khác nhau thư kê lại có 1000 danh hiệu cũng đều riêng khác nhau. Nói về địa ngục vô gián đó giam vòng ngục thành hơn 8 muôn dâm thành đó thuần bằng xa cao đến 1 muôn dâm lửa cháy trên thành không có chỗ nào hở trống trong ngục thành đó có các nhà ngục liên tiếp nhau đều có danh hiệu sai khác.
Riêng có một sở ngũ tên là Vô Gián Ngục này, châu vi một muôn tám nghìn dặm, tường ngũ cao một nghìn dặm, toàn bằng sáng cá lửa cháy hừng hở, suốt trên xuống dưới trên tường ngục răng sáng cho sắc phùng lửa đuổi nhau. Chạy bên này sang bên kia trong ngộ có giường rộng khắp muôn dặm, một người thọ tôi thời tự thấy thân mình nằm đầy trần cả giường đến nghìn muôn người thọ tôi cũng đều tự thấy thân của mình nằm chật cả trên giường. Đó là do vì những tội nghiệp đã tạo ra nó cảm vời như thế, lại những người tội chịu đủ sự khổ sở trăm nghìn quy và xoa cùng với loài an quý răng nanh bên nhọn giường gươm cặp mắt trôi sáng như chớp nhoáng. Mong tài cơn như đồng móng ruộng bầm chàng lại có quý và xoa khá cầm chia lớn bằng sáng đâm vào mình người tôi, hoặc đâm trúng miệng mũi hoặc đâm trúng bụng lưng rồi. Người tội lại có răng xa cắn đầu người tội nơi lòng đó khắm mà trong thân. Thề đều lấy đinh dài đông xuống giường kéo lưới ra rồi cài bừa trên đó lôi kéo người tội nứa đồng đó vào miền dây sang nông đó quăng lấy thân người tội một ngày một đêm muôn lần chết muôn lần sống lại. Do về tội nghiệp mà cam lấy như thế trải qua ứng kiếp không lúc nào mong ra khỏi đưa lúc thế giới này hư hoại thời sanh nhờ qua địa ngục về thế giới khá lùng thịt giới càng đó hư hoại thời lại sanh vào cõi khác nữa lúc cõi càng đó hư hoại thời cũng xoay vân sanh vào cõi khác. Đến khi thế giới này thành xong thời sanh trở về thế giới này, nhưng sự tội báo trong ngục vô gián như thế đó lại địa ngục đó do có năm điều nghiệp cảm nên kêu là vô gián. Năm điều đó là những gì? Một tội nhân trong đó để chi chiều có ngày lẫn đêm cho đến trải qua số kiếp không lúc nào ngừng ngơ nên gọi là vô gián. Hai một người tôi thân đầy chật cá ngục nhiều người tôi môi môi thần cũng đều đầy chất cá ngục nên gọi là vô gián. Ba những khi cô đề hành hình tôi nhân như chia ba gầy diều hầu răng soi cho cối và cối sai cưa đục vào mang cháo dầu sôi. Lười sẵn dây sẵn lừa sẵn ngừa sẵn giá sống niệm đầu nướng sẵn nông rưới thân đôi thời ăn hoàng sắc nông khác thời uống nước sắc sôi từ năm tròn kim đến vô số kim. Nhưng sự khổ sở nói nhau luôn không mò dây ngừng ngớn nên gọi là vô gián. Vốn không luân là trai hay gái mượn mang mọi đời già trẻ sang hẹn hoặc là rồng là trời hoặc là thân là quỷ.
Thề gây tội ác theo đó mà cam lấy, ta ca đều đồng chịu khổ nên gọi là vô gian. Năm nếu người nào bị đọa vào địa ngục đó, thời từ khi mới vào cho đến trăm nghìn kiếp, mỗi một ngày đêm muôn lần chết muôn lần sống lại, muốn cầu tạm ngừng chừng khoáng một niệm cũng không đặng. Trừ khi tội nghiệp tiêu hết mới đăng thọ sanh, do vì lẽ liên miên mãi nên gọi là vô gián. Ngài Địa Tạng Bồ Tát Thưa Thánh Mẫu rằng, nói sơ lương về địa ngục vô gián như thế. Nếu nói rộng ra thời tên của những khi cụ đề hành tội cùng những sự thông khổ trong địa ngục đó, giàu nên xuống mồ kia cũng không thể nào nói cho hết đường. Bà Ma Gia Phu Nhân nghe Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói xong, không xiên lo rầu mà chắp tay đảnh lễ Bồ Tát mà lùi ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện nghiệp cảm của chúng sanh phẩm thứ tư, Bồ Tát vẫn chỉ lúc đó Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát bành cùng Đức Phật rằng: Bạn Đơ Thế Tôn, con nương sơ oai thần của Đức Như Lai nên chia thân hình này khắp trăm nghìn muôn ước thế giới để cứu vớ tất cả chúng sinh bị nghiêm bao. Nếu không nhờ sơn đại từ của Đức Như Lai, thời chẳng có thể biến hóa ra như thế. Đường này còn lại được Như Lai phó chúc, từ nay đến khi Ngài A Dật Đa thành Phật làm cho chúng sanh, trong sáu đường đều đặng đô thoát. Xin vâng bàn Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn chớ lo. Bây giờ đứng phần báo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng, những chúng sanh mà chưa được giải thoát tánh thức của nó không định, hệ quyền làm dư thời kế thành nghiệm bao dư, con quyền làm lành thời kênh thành quá bao lành, làm lành cũng làm dư tùy theo cánh duyên mà sinh ra. Lăng mãi trong năm đường không lúc nào tạm ngưng ngân. Mẹ làm chương nặng trai đến kiếp số nhiều như vi trần, vi như loài cá bơi lội trong lưới theo dòng nước cháy thoáng hoang tam đường ra, rồi lại mắc vào lưới. Vì thế nên ta phải lo nghĩ đến những chúng sanh đó. Đời trước ông Trôn đã làm nguyện trái qua nhiều kiếm phá thế rộng lớn, đồ anh ca chúng sanh bị tội khổ. Thời ta còn lo gì định tự tại vương bành hoai, khi Đức Phật dạy lời như thế xong, trong phạm môi có vị Đại Bồ Tát hiệu là Định Tự Tại vương ra bánh cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ nhiều kiếp đến nay Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã phát thệ nguyện gì mà nay đưa Đức Thế Tôn ân cần người khen như thế? Mong đường Thế Tôn lượng nói cho. Bây giờ đứng Thế Tôn bao ngày định từ tại vương Bồ Tát lắng nghe
Phải kẻ suy xét đó ta sẽ vì ông mà giải bày rõ ràng. Ông vua nữa lân cận vô lượng vô số na do ta bấn khá thuyết kim về thuở trưởng lúc đó có đứng phần ra đời. Hiểu là như thiết trí thành tựu như lai ứng biên tri minh hành tùng thiền thế thế gian giải vô thường sĩ điều ngữ trường phu thiên nhân sư phần thế tôn. Đừng phần đo thọ sáu muôn kiếp khi ngài chưa xuất gia thời ngài làm vua một nước nhỏ kia kênh bàn cùng với vua nước lân cần hai vua đồng thành hàng mười hành lành làm lợi ích cho nhân dân. Nhân dân trong nước lân cận đó phần nhiều tạo những việc án hai vua cùng nhau bàn tính làm những phương chương đế dân diệu dân chúng ấy một ông phán nguyện tôi nguyện sám thành phần. Sẽ độ dân chúng ngay làm cho đều đường giải thoát không còn thừa một ông pha nguyện như tôi chăng trước độ những kẻ tội cố làm cho đều đắng an vui chứng quả bồ đề thời tôi nguyện chưa chịu thành phần. Đừng phán bao ngài định từ tại vương Bồ Tát ông vô pha nguyện sám thành phần đó chính là đức như thiên tri thành tựu như lai còn ông vua pha nguyện đồ chưa hết những chúng sinh tội khôn. Thời chưa chịu nguyện thành phấn đó chính là ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vậy quang mục cứu mê lại vô lượng vô số kim về thuở trước có đức phận ra đời hiệu là Liên Hoa Mục Như Lai. Đừng phần đo thọ 40 kiếp trong thời mạng pháp có một vị là hạng phước đứng cứu độ chúng sanh nhân vì đi tuần tự giao hóa mọi người. Là hán gặp một người nữ tên là Quang Mông, nàng này sắm sửa đồ ăn cúng dường là hán thọ cúng rồi hỏi nàng muốn những gì. Quang Mông thưa rằng ngài thân máu tôi vỡ tôi làm việc phước thiện để nhờ đó mà cứ vỡ thân máu tôi chẳng rõ thân máu tôi tha sanh vào đường nào. Là hắn nghe nói cảm thương bèn nhập định quan sang. Thời thầy ba mẹ của Quang Mông đọa vào chốn địa ngục rất là khổ sở. Là hắn hỏi Quang Mông rằng thân máu người lúc sanh tiền đã làm những hành nghiệp gì mà nay phải đọa vào chốn địa ngục rất khổ sở như thế. Hoàng Mộng thưa rằng ngài còn sống thân máu tôi chỉ ưa ăn thịt loài cá tranh phần nhiều là hay ăn cá con và tranh con hoàng chiên hoặc nấu tha hồ mà ăn cho thỏa mãn. Nếu tình đêm số cá tranh của người đã ăn thời đến hơn nghìn mùa xin tổng gia thương xó chỉ dạy phải làm cánh nào để cứu thân mẫu tôi là xót thương bèn dạy phương trước ngài khuyên Quang Mục rằng
Người phải đem lòng chỉ thành mà niệm đức thanh tịnh liên hoa một Như Lai và vế đam hình tương đứng phần thời kẻ còn cùng người mân đều đưa phước lợi quang mùng nghe xong liền xuất tiền quang. Hòa thượng Phật Ma Tha cũng nàng lại đem lòng cung kính không than chim ngưỡng đánh lệ tượng Phật đem đó nàng chim ba thấy thân của đứng phần sáng vàng sáng chói như hòn núi Tu Di. Được hòa phong ánh sáng mà bao quang mong rằng chẳng bao lâu đầy thân mẫu người sẽ thắng sanh vào trong nhà của người khi vừa biết đói lánh thời liền biên nói. Sau đó đưa tới gái trong nhà sanh một đứa con trai chưa đầy ba ngày đã biến nói trẻ đó buồn khóc mà nói với quang mùng rằng nghiệp duyên trong vòng sanh tứ phải tự lãnh lấy quả báo tôi là mẹ của ngươi. Lâu nay ở chốn tôi tâm từ khi vinh việt người tôi phải đọa vào đại địa ngục nhờ phước lực của người nên nay được họ sanh làm kẻ hạ tiện lại thêm số mạng ngắn ngủi năm 13 tuổi đây sẽ đọa vào địa ngục nương. Người có phương thế gì làm cho tôi được thoát khỏi nỗi khổ sở nghe đứa trẻ nói quang mùng bia chẳng là mẹ mình nàng nghẹn ngào không lóc mà nói với đứa trẻ rằng đã là mẹ của tôi thời phải tự biết tội của mình đã gây tạo hành nghiêm chi mà bị đọa vào địa ngục như thế đứa trẻ đáp rằng do hai nghiệp diệt hại vật để che bài mắng nhiên mà tỏ bao khôn. Nếu không nhờ phương đức của người cứu nạn cho tôi thời cứ theo tôi nghiệm đó vẫn còn chưa được hoàn khổ quang mong hỏi rằng những việc tôi báo trong địa ngục ra làm sao? Đưa đề đám rằng những việc tôi có nói ra càng bấn những giờ đến trăm nghìn năm cũng không thuận hơn được quang một nghe xong than không rơi lệ mà bành cùng giữa hư không rằng nguyện cho thân máu tôi khỏi hẳn địa ngục khi mãn 13 tuổi không còn có trong tôi cũng không còn đọa vào an đạo nữa xin chư Phật trong 10 phương thương xó chứng minh cho tôi vì mẹ mà tôi phán nguyện rộng lớn như vậy. Như thân máu tôi khỏi hắn chôn tam đồ bà an hà tiên cùng thân gái cùng kiếp không còn thò những qua bao sau đó nữa tôi đối trước tượng của đức thanh tịnh liền hoa mục Như Lai mà phá lời nguyện rằng từ ngày nay nhân về sau đến trăm nghìn muôn ứng kim. Trong nhân thế giới nào mà các hàng chúng sanh bị tôi khổ nơi địa ngục cùng ban đạo tôi nguyện cứu vớt chúng sanh đó làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ám đạo. Địa ngục súng sanh và ngã quỷ vân vân những kẻ ma phải tội bao như thế thành phần cả rồi vậy sao tôi mới thành bờ chánh giác quang một quang nguyện đó xong.
Liền nghe tiếng của Đức Phật thanh tịnh liên hoa mộng Như Lai dạy rằng: Này Quang Mục, nhà ngươi đấng có lòng tự mẫn vì mẹ mà phán ra lời thề nguyện rộng lớn như thế, thật là hay lắm. Thà quan xa thấy mẹ nhà ngươi lung mãng 13 tuổi, khi bỏ báo thân này sẽ thác sanh làm người phàm, chi sống lâu trăm tuổi sau đó vãng sanh về cõi nước vô ước, sống lâu đến số không thể tính kể, sau đó sẽ thành phần độ nhiều hạng người. Trời so đông như số ca sông hàng đơ phần ba ngày định tơ tái vương Bồ Tát rằng: Vì là hán phơ lanh độ quang một thòa đó chính là vô tận ý Bồ Tát. Thần mô của Quang Mùng là ngài giải thoát Bồ Tát, còn Quang Mùng thời là ngài Địa Tạng Bồ Tát. Đây vậy trong nhiều kiếp lâu xa về trước, ngài có lòng tự mẫn phán ra hằng hà sa số lời thề nguyện. Đồ khâm chung sanh như thế trong đời sau, như có chung sanh không làm lành mà làm ác, nhân đến kẻ chẳng tin luật, nhân quả kẻ tà dâm vòng ngữ, kẻ lưỡng thiện ăn có kẻ hủy bán đại thường. Nhưng chúng sanh có tội nghiệp như thế chẳng phải bị đọa vào ẩn đạo, nếu gắm đường hàng thiên tri thức khuyên ba quỷ với ngài Địa Tạng Bồ Tát chừng trong khoan khai mong tay. Nhưng chúng sanh đó liền đặng thoát khỏi ba khổ nơi ba ăn đạo, nếu người nào có thể quy kính và chiêm ngưỡng đảnh lễ người khiêm cùng dân cung những y phục đồ ăn và cuốn các thư trăng bao. Thời người đó đông trăm nghìn muôn ứng kiếp sao thường nghe coi trời hương thọ sự vui tăng nhiều hòa lung phước trời hình sanh xuống chốn nhân gian vẫn còn thường làm vị đế vương trong trăm nghìn kiếp. Lại nhớ được cội ngàn nhân quá trong càng đời trước của mình, này định từ tại vương ngài Địa Tạng Bồ Tát có sức ngoài thần đơn lớn, không thể nghĩ bàn nhiều sự lợi ích cho chúng sanh như thế. Các ông nhân bừng Bồ Tát phải ghi nhớ kinh này, họ tuyên truyền lưu bố rộng ra ngay đến từ tại vương bánh Đức Phật rằng: Bành Đức Thế Tôn, xin Phật chớ lo nghìn muôn ứng đại Bồ Tát chúng con đều có thế nương oai thần của Phật mà tuyên lưu rộng kinh này nơi cõi diêm phù đề, để cho lợi ích chúng sanh. Ngài định từ tại vương Bồ Tát bạch với Đức Phật xong, bèn cùng kinh chấm tay lê Phật mà lùi ra. Tứ Thiên Vương hỏi Phật: Bây giờ bốn ông Thiên Vương đồng từ cho ngồi đứng dậy cùng kinh chấm tay mà bệnh cùng Đức Phật rằng: Bành Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng Bồ Tát từ kiếm lâu xa nhưng lại đã phá nguyện rộng lớn như thế, tại sao ngày nay mà vẫn độ chưa hết?
Ngài lại còn phải phát lời nguyện rộng lớn nữa, cuối mong Đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ đức phần ba bốn vị thiên vương rằng: Hay thay ấy thay nay vì muốn được sự lợi cho chúng sanh, ta về các ông cùng chúng thiên nhân ở hiện tại và về lai mà nói những sư phương tiện của Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong đường sanh tử nơi diêm phù đề ở ta bà thế giới này. Vì lòng từ mẫn thương xót á mà cứu vớt độ thòa tăng ca chúng sanh mang phải tội khổ bốn ông thiên vương bành rằng: Vâng bành Đức Thế Tôn, chúng con muốn được nghe phương tiện giáo hoang. Đờ vàng ba bốn ông thiên vương rằng: Từ kiếm lâu xa nhận đến ngày nay, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đô thoa chúng sanh vẫn còn chưa mãn nguyện, Ngài thương xót chúng sanh mang tội khổ đời này. Lời quan sát vô lượng kiếp về sao tội khổ cứ lấy dây mãi không dưng, vì lẽ đó nên Ngài lại phát ra lời trọng nguyện: Địa Tạng Bồ Tát ở trong cõi diêm phù đề nơi thế giới ta bà, dùng trăm nghìn muôn ngữ phương tiện chưa để giáo hóa chúng sanh này, bốn ông thiên vương Ngài Địa Tạng Bồ Tát nếu gặp kẻ sáng hai loài sanh vào thời dạy rõ qua bao vi ương lụy đời trước mà phải bị chân yêu. Nếu gặp kẻ trộm ma cấm thời Ngài dạy rõ qua bao nghèo khốn khổ sợ, nếu gặp kẻ tà dâm thời Ngài dạy rõ qua bao làm chim xe xe bồ câu uyên ương, nếu gặp kẻ nói lời thô ăn thời Ngài dạy rõ quá bao uyên thua kình chống nhau, nếu gầm kẻ hay khinh chê thời Ngài dạy rõ quá bao không lưỡi miệng lỡ, nếu gầm kẻ nóng giận thời Ngài dạy rõ quá bao thân hình sâu xí tàn tần, nếu gầm kẻ bon sen thời Ngài dạy rõ quá bao cầu muốn không được toại nguyện, nếu gầm kẻ buồn lùng săn bắn thời Ngài dạy rõ quá bao kinh hải điên cuồng mất mang, nếu gặp kẻ trái nghịch cha mẹ thời Ngài dạy rõ qua báo trời đấng tru lòng, nếu gặp kẻ đốn núi rừng có cây thời Ngài dạy rõ qua báo cuồng mê đến chân, nếu gặp cha mẹ ghé ăn ở đồng thời Ngài dạy rõ qua báo tha sanh trở lại hiện đời bị roi vọt, nếu gặp kẻ dùng lưới bắt chim non thời Ngài dạy rõ quá bao con nhu chia lìa, nếu gặp kẻ huy bán tam bảo thời Ngài dạy rõ quá bao đuôi đĩa cầm ngồng, nếu gặp kẻ kinh chê vào pháp thời Ngài dạy rõ quá bao ơ mai trong an đào, nếu gặp kẻ làm pha của thượng trụ thời Ngài dạy rõ quá bao ức kim luân hồi nơi địa ngục, nếu gặp kẻ ô nhục người hành thánh tinh và vô bản tăng già thời Ngài dạy rõ qua bao ơ mái trong loài súng sanh, nếu gặp kẻ dùng nước sôi hay lửa chém chẳng giết hại sinh vật,
Thời ngày dạy ra quá ba phải luân hồi thường mang lớn nhau, nếu gầm kề pha giới phàm trai. Thời ngày dạy ra quá bao cầm thú đôi càng, nếu gầm kề phung phi pha tồn của cái một cách phi ly. Thời ngày dạy ra qua báo tiêu dùng thiếu hụt, nếu gầm kẻ tao ta kêu màng công cao. Thời ngày dạy ra qua báo hèn hạ bị người sai khiến, nếu gầm kẻ đâm chồng gây gỗ. Thời ngày dạy ra qua báo không lưới hay trăm lưới, nếu gặm kê ta kiến mê tin. Thời ngày dài ra qua báo thọ sanh vào chôn héo lăn, nhưng chúng sinh trong coi diêm phù đề từ nơi thân cầu y tạo a kênh qua trăm nghìn muôn sự bao ứng như thế. Này chỉ nói sơ lượng đó thôi, nhưng nghiệp cảm sai khác của chúng sanh trong chốn diêm phù đề như thế. Địa Tạng Bồ Tát dùng trăm nghìn phương chương để giáo hóa đó những chúng sanh ấy, trước phải chiều nay càng quà bao như thế. Sao lại đoa vào địa ngục trải qua nhiều kiếp không lúc nào thoát khỏi. Vì thế nên các ông là bừng hồ về người cũng bao trở coi nướng chờ đê. Những nghiệp trường đó nó làm mê hoặc chúng sanh. Bọn ông thiên vương nghe xong rơi lệ than thở chăm tay lễ phần mà lùi ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện quyển thường hết bốn nguyện Địa Tạng đao lời thiên cung. Thần thông hiện hóa độ quần mong đời ngũ trượt khó thông, chúng sanh càng cường hàm vui khổ vô cùng. Nam mô thường trụ thập phương Phật, Nam mô thường trụ thập phương Phật, Nam mô thường trụ thập phương Phật, Nam mô đại nguyện Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô đại nguyện Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô đại nguyện Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô đại nguyện Địa Tạng Bồ Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện so sánh nhân duyên công đức của chư Bồ Thí Phẩm. Thứ mười lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát mà ta nương hoài thần của Đức Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy quỳ gối chắp tay bánh cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, còn xem xét chúng sanh trong nghiệp đạo so sánh về sự bố thí, có nhẹ có nặng, có người hưởng phước trong một đời, có người hưởng phước trong mười đời, có hoặc đến hưởng phước lợi lớn trong trăm đời nghìn đời. Nhưng sự ấy tại làm sao thế, cuối sinh đừng thế Tôn dạy cho. Bây giờ đứng phần báo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Nay ta ở trong toàn thế chúng hồi nơi cung trời đao lợi này, giảng về sự so sánh công đức khinh trọng của việc bố thí ở diêm phù đề. Ông phải lòng nghe ta sẽ vì ông mà nói. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bành cùng Đức Phật rằng: Chính con nghi ngờ về việc ấy, con xin hứa muốn nghe Đức Phật bao ngày.
vương hàng tế phụ quan chức lân, hàng đại trưởng giả, hàng đại sáng đế lợi, hàng đại bà la môn, vân vân. Nếu gặp kẻ hết sức nghèo túng, nhận đến kẻ tật nguyện căm ngòng, kẻ điếm ngay mù quáng, gặp những hàng người thân thế không đưa vẹn toàn như thế lúng ca vì quốc vương đó, vân vân. Muốn bố thí nếu có thể đủ tâm từ bi lớn, lại có lòng vui vẻ tự hà mình tự tay mình đem của ra bồ thí cho tất cả những kẻ đó, hoàng bao người khác đem cho, lại dùng lời ôn hòa dịu dàng an ủi ca về quốc vương đại thần đó, vân vân. Đặng phước lời bằng phước lời công đức cúng dường cho một trăm hằng hà sa chư phật vậy. Tài làm sao chính bởi vì quân vương đó, vân vân. Phá tâm đại từ bi đối với kẻ rất mừng nghèo cùng vật với những người tàn tật kia, cho nên phước lành đưa hướng qua bao như thế này trong trăm nghìn đời thường đương đầy đủ. Nhưng đồ thân báo huân là những thứ để thọ dụng như y phục đồ uống ăn vân vân. Lại vậy nữa này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sao như có vị quốc vương cho đến hàng bà la môn vân vân, gắm chùa tham thờ Phật hoặc hình tượng Phật cho đến hình tượng Bồ Tát, thành vạn hai bính chi và đến thân từ sửa sang cúng dường bồ thì vị quân vương đó. Trời đế thích hưởng sự vui sướng tốn làm, nếu có thể đem phương lành bố trong pháp giới. Thời vị quân vương đó trong mười kiếp thường đường làm về trời đại pháp thiên vương, lại thế này nữa này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau nếu có vị quân vương cho đến hàng bà la môn vân vân, gặp chùa tham của đứng phần thuở trương, hoặc là kinh điển hay hình tượng bị hư sớm rảnh ra, liền có thể phát tâm tu bổ lại vì quốc vương đó, hoặc từ mình đến thân lo sửa sang, hòa khuyên hoa người khác cho đến khuyên hoa trăm nghìn người khác, cùng chung bồ thí cúng dường để kết duyên lành vì quốc vương đó, trong trăm nghìn đời thường làm vua chuyến luân. Còn những người khác chung cùng làm việc bồ thí đó, trong trăm nghìn đời thường làm vua nướng nhỏ. Nếu lại ở trướng chùa tham có thể phá tâm đem công đức cúng dường bồ thí đó mà hồi hướng về đã vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đương như vậy thời vị quốc vương đó cho đến tất cả mọi người đều sẽ thành phật ca.
Bởi quả báo ấy rộng lớn vô lượng vô biên, lại vậy nữ này Địa Tạng Bồ Tát trong đời sao như có vị quốc vương hay hàng Bà La Môn. Gặp những người già yếu thân bệnh và kẻ phụ nữ sanh đến trong khoảng chừng một niềm sanh lòng từ lớn đuôi, đem thuốc men cơm nước giường chiếu bố thí làm cho những kẻ ấy được an vui. Phước đức đó không thể nghĩ bàn đến được, trong 100 kiếp thường làm vua trời tình cư, trong 200 kiếp thường làm vua sáu từng trời cõi dục. Không bao giờ con đọa bao ác đạo, cho đến trong trăm nghìn đời lỗ tai không hề nghe đến tiếng khô rốn rao sẽ thành phần. Lại vậy nữa này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sao như có vị quốc vương và Bà La Môn có thể làm những việc bố thí như thế, sẽ đặng vô lượng phước lành. Nếu lại có thể đem vừa đứng đã hồi hướng Đà Bồ Đề, thời không luân là nhiều hay ít, Phật ca huống gì là những quá trời phàm vương. Trời Đề Thích Vua chuyển luân này Địa Tạng Bồ Tát, vì thế nên khuyên hòa cho tất cả chúng sanh đều phải hồng theo như thế. Lại vậy nữa này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sao như có thiền nam kẻ thiền nữ nào ở trong phần pháp mà gieo trồng chút ít cõi phương lành. Chừng bằng cái lông sợi tống hồ can, mãi bùi phước lời của những người đó sẽ hương thọ không thể ví dụ thế nào cho đường. Lại vậy nữa này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sao như có kẻ thiện nam cùng người thiện nữ nào gắm hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát, hình tượng Binh Chi Phật, hình tượng Vua chuyển luân và Bồ Thi cúng dường. Thời đăng Bồ Lượng Vương lành thường sanh ở cõi người cõi trời, hương sự vui thù thắng vi diệu, như có thể đem công đức hồi hương cho cả pháp giới chúng sanh. Thời phương lời của người ấy không thể ví dụ thế nào cho đường. Lại vậy nữa này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sao như kẻ thiền nam người thiền nữ nào gặp kinh điển đại thường, hòa nghe thấy một bài kệ một câu kinh rồi phát tâm ân cần trân trọng cung kính người khen Bồ Thí cúng dường. Người ấy được quả bao lớn vô lượng vô biên. Nếu có thể đem phượng đứng hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, thời phước lời này không thể ví dụ thế nào cho được. Lại vậy nữa này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sao như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào gầm chúa tháp và kinh điển đại thừa, nếu là kinh tháp mới thời Bồ Thi cúng dường chim ngương lễ lại ngợi khen cho
chắp tay cùng kinh. Nếu gàm kinh tham cố hoàng hứa ránh thời sứ sang tu bố hòa riêng mình phá tâm làm hòa khuyến người ca cùng đồng phá tâm. Nhưng người đồng phá tâm đây trong 30 đời thường làm vua cán nướng nhỏ con vì đàn về chánh đó thường làm vua chuyến luân lại dùng pháp lành mà giao hoa vua cán nướng nhỏ. Lại vậy nữa Địa Tạng Bồ Tát trong đời sao như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào ở nơi cội phước lành đã gieo trồng trong phần pháp. Hoàng là Bồ Thí Cung Dường, hoàng là Tu Bố Chùa Tham, hoàng sửa sang kinh điển cho đến chừng bằng mô sợi lông một mây bụi mộng hồ cát một giọt nương. Nhưng sự lành như thế không lường nhiều ít chi có thể đem hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh thời công đức của người đó trong trăm nghìn đời. Thường hương thọ chữ vui thường nhiều còn như chi hồi hướng cho thân quyến trong nhà hoàng tử mình được lợi ích. Thôi như thế thời sẽ hướng quá vui trong ba đời. Cứ làm một phần sự lành thời được hương báo tốt một muôn lần trôi hơn này Địa Tạng Bồ Tát. Nhưng nhân duyên còn đứng về sự bồ thí như thế đó kinh Địa Tạng Bồ Tát bồn nguyện Địa Thần Hộ Pháp phẩm thứ 11 lúc đó vì kiến lao Địa Thần. Bạch cùng Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, từ trước đến nay con từng chiêm ngưỡng đánh lễ vô lượng vì Đại Bồ Tát đều là những bậc trí huệ thần thông lớn không thể nghĩ bằng. Đồ khắp mọi loài chúng sanh ngài Địa Tạng Bồ Tát đây so với các vị Bồ Tát chỗ thể nguyện rất sâu rộng. Bạch Đức Thế Tôn ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có nhân duyên lớn với chúng sanh trong diêm phù đề. Như ngài Văn Thù, ngài Phổ Hiền, ngài Quán Âm, ngài Di Là cùng hóa hiện trăm nghìn thân hình để độ chúng sanh trong sáu đường. Nhưng chỗ phát nguyện của các ngài còn có lúc hoang mang. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây phá thể nguyện giao hóa tất cả chúng sanh trong sao đường trai đến kiếp số như số ca trong trăm nghìn ứng sông hằng bạch Đức Thế Tôn. Còn xem xe chúng sanh ở hiện tại nay và về vị lai sao nơi chỗ sanh sẽ ở phương Nam trong cuộc đất của mình ở dùng đất đá tre gỗ mà dừng cất cai khám cai thân. Trong đó có thể hóa về cho đến dùng vàng ba đồng sáng đúng nắng hình tượng Địa Tạng Bồ Tát đốt hương cúng dường chim lễ ngợi khen thời chỗ người đó ở đường mười điều lời ích. Nhưng vì là mười điều, một là đơn cá tôn màu, hai là nhà cửa an ổn mãi mãi, ba là người đã chết đưa sanh lên cõi trời, bốn là những người hiền còn hướng sự lời ích.
Năm là cầu chi cũng tội ý cả sao là không có tai hoa về nước và lửa bay là trừ sanh việc hư hao. Tám là dựng hẳn ác mộng. Chính là khi ra lúng vào có thần theo hồ về. Mười là thương gầm bước thánh nhân bành đứng thế tôn chúng sanh trong đời sau cùng hiện tại nay. Nếu ở nơi phần đấng của mình cư trụ mà có thể làm ra sự cúng dường Ngài Địa Tạng như thế thời được sự lợi ích như vậy. Vì kiên lao Địa Thần lại bạch với Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn trong đời sau này như có người thiên nam kế thiên nữ nào ở trong chỗ của mình cư trụ mà có kinh điển này cùng hình tượng của Đức Địa Tạng Bồ Tát. Người đó lại có thể đồng tung kinh điển này và cũng dường hình tướng của Bồ Tát. Thời con dùng thần lực của con thương hộ về người đó cho đến tất cả sự tai hòa như nướng lửa trộm cơm. Nàng lớn nàng nhỏ vân vân thay tèo tiêu rằng được phán báo kiên lao Địa Thần rằng thần lờ rộng lớn của ông cả thần ca ít ai có bằng. Vì cớ sao? Vì đất đai trong cõi diêm phù đề đều nhờ ông hộ trợ cho đến có cây cạn đá lúa mè tre lao gạo thóc của bao tất cả những thứ từ đất mà có ra đều nhờ nơi sức thần của ông Cam. Này ông lại tuyên bày những sự lệnh của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Thời công đức và thần thông của ông lại càng thêm trăm nghìn lần trôi hơn lúc thường này Địa Thần. Trong đời sao như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào cùng dường Địa Tạng Bồ Tát cùng đồng kinh tụng kinh điển này chỉ có thể tu hành theo môn việc mà trong kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện đã dạy. Thời ông nên dùng thần lực của ông mà ủng hộ người đó chớ để tất cả sự tai hại cùng sự không vừa ý đến nghe nơi tai uống nửa là để cho phải chịu. Chẳng phải chỉ riêng mình ông hộ trì người đó cũng có hàng quyền thuộc của Phạm Vương Đế Thích quyền thuộc của chư thiên ủng hộ người đó. Tại sao lại đăng ca vì hiền thánh ủng hộ như thế đều do vì những người ấy chiêm lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát và đọc tụng kinh bốn nguyện này. Tự nhiên được rốt ráo xa lìa biên khổ chừng đạo niết bàn an vui vì thế nên đăng cách lớn lao như thế. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện thấy nghe đưa lời ấn phẩm thứ 12 đưa Phật phóng quang tuyên cả lúc đó từ trên đành môn Đức Thế Tôn. Phóng ra cả trăm nghìn muôn ngực tia sáng lớn như là tia sáng sắc trắng, tia sáng sắc trắng lớn, tia sáng lành tốt, tia sáng lành tốt lớn, tia sáng ngọc lớn. Tia
tia sáng sáng tia tia sáng sáng tia lớn tia sáng sáng thân tia sáng sáng thân lớn tia sáng sắc biển tia sáng sắc biển lớn tia sáng sắc hồng tia sáng sắc hồng lớn tia sáng màu lục tia sáng màu lục lớn tia sáng màu vàng y tia sáng màu vàng y lớn tia sáng tướng mây lành tia sáng tướng mây lành lớn tia sáng tướng nghìn vòng tròn tia sáng tướng nghìn vòng tròn lớn tia sáng vòng tròn bao tia sáng vòng tròn bao lớn tia sáng vầng mặt trời tia sáng vầng mặt trời lớn tia sáng vầng mặt trăng tia sáng vầng mặt trăng lớn tia sáng tướng cung điện tia sáng tướng cung điện lớn tia sáng tướng mây biển tia sáng tướng mây biển lớn từ trên đánh môn phong ra những luồng tia sáng như thế xong lại nói ra những tiếng rất vi diệu mà báo đại chúng rằng này tam bồ chúng trời rộng người cùng phi nhân vân vân lắng nghe hôm nay ta ở tại cung trời đau lời thuyền bài người khen những sơ lời ích trong hàng trời người những sự không thể nghĩ bàn những sự về nhân hành lên bậc thanh những sự chứng quá thầm điền những sự rõ rao không lui sụp nơi đạo vô thượng chẳng đặng chánh giá của ngài Địa Tạng Bồ Tát Quan Thế Âm cầu thỉnh lung đơ Phật nói lời trên đó vừa dừng tiếng trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát hiệu là Quan Thế Âm từ chỗ ngồi đứng dậy quỳ gối chắp tay mà bành cùng đừng phân rằng bành đường Thế Tôn ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát đầy đủ đức từ bi lớn ngài thương cho chúng sanh mắc tội khôn ở trong muôn nghìn ứng thế giới ngài hóa hiện ra nghìn muôn ứng thân bao nhiêu công đức và sức hoài thần chẳng thể nghĩ bàn của ngài còn đã từng nghe đứng Thế Tôn cùng vô lượng chư phần trong mười phương các miền đồng lời ngợi khen ngài Địa Tạng Bồ Tát giàu cho cả đứa Phật trong thuở quá khứ thuở hiện tại và thuở vị lai nói công đức của ngài Địa Tạng Bồ Tát vẫn chẳng thể nói hết vừa rồi lại đưa đứng Thế Tôn bào khắp trong đại chúng rằng đừng Phật muôn thuyền nói các sự lời ích của ngài Địa Tạng Bồ Tát cuối mong được Thế Tôn vì tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà tuyên nói những sự chẳng thể nghi bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát làm cho tam bồ chúng trời rộng vân vân chiêm ngưỡng lễ lạy ngài Địa Tạng Bồ Tát để đặng phước lành. Đừng vào tang thang và hứa khá đức phân bao ngày Quan Thế Âm Bồ Tát ông có nhân rì duyên rất lớn với chúng sanh trong cõi ta bà những hàng trời rồng hoặc nam tử nữ nhớ hoàng thần hoàng quý cho đến chúng sanh mắc phải tội khổ trong sao đường nếu kẻ nào nghe danh hiệu của ông thấy hình tượng của ông hay mến tưởng đến ông cùng khen ngợi ông thời nhưng chúng sanh ấy đều ở nơi đau vô thừa chẳng giác
khuyết chẳng còn thôi chuyên thường được sanh vào cõi người cõi trời hướng đủ sự vui vì diệu khi nhân qua sắc thành thông liền được phần thọ ký tròn. Này ông sanh lòng từ bi lớn thương xót các loài chúng sanh và tam bồ chúng trời rồng vân vân mà muốn nghe ta nói những sự lời in chẳng thể nghi bằng của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ông nên lòng nghe cho kỹ này ta sẽ nói đôi ngày Hoàng Thế Âm Bồ Tát bành rằng vâng bành Đức Thế Tôn con xin ưa muốn nghe thấy nghe thêm phước trời đừng phần báo ngài Quang Thế Âm Bồ Tát. Trong cả thế giới về thoát hiện tại nay và vị lai sao có vị trời nào hưởng phước trời đã mang năm tướng si hao hiện ra nơi thân hòa có kẻ phải đọa lạc nơi chốn an đồng. Cả vị trời đó hoặc nam hoặc nữ đường lông tướng suy hao hiện thầy ở thầy hình tướng ngài Địa Tạng Bồ Tát hoặc nghe tên ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi một lần chiêm ngưỡng một lần đánh lệ. Thời cao vị trời đó càng thêm lớn vừa trời hướng sự vui sướng rất nhiều không bao giờ còn phải bị đọa la vào ba ăn đạo nữa uống chi là những người thấy hình tượng Bồ Tát. Nghe danh hiệu Bồ Tát rồi đem cá thương hoa đồ y phùng đồ uống vâng bao chuỗi ngọc mà bố thí cung dường thời người này đang vô lượng vô biên công đức phương lời người bình được lời lại vậy nữa này Quán Thế Âm trong ca thế giới về thua hiện tại này và vì lại sao những ngàn chúng sanh trong sau đường như có kẻ sắp màng chung mà đang nghe một tiếng danh yêu của ngài Địa Tạng Bồ Tát thoáng qua lỗ tai thời kẻ màng chung đó không còn bị đọa vào chốn khổ ba ấn đạo. Huống chi là lúc sắm mang chung cha mẹ cùng hàng thân quyến đẹp của cái nhà cửa vân bao y phục vân vân của người sắm mang chung đó mà làm của chi phí đôi tô đắp hay hòa vế hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi làm cho người bình lúng chưa chan hoàng mắng thay tai nghe bia rằng hàng thân quyến đem nhà cửa vần báo vân vân vì mình mà tô vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Người bình đó nếu có gầm mà báo phải mang lấy bình nặng thời nhờ công đơn này liền đưa lanh mạnh tôi thọ thêm lâu. Còn nếu người bình đó có nghiệm bao số mang đà hình lại có đủ tất cả tội chương nghiệm chương đang lệ phải bị đọa vào trong an đạo sông vì nhờ công đức này nên sau khi mạng chung liền được sanh vào cõi trời cõi người hưởng qua vui thù thân vì diệu tăng ca tội chưa thấy đều tiêu sạch. Tiền vọng được phước lại vậy nữa này Quán Thế Âm Bồ Tát về đời sau nếu có kẻ nam tử người nữ nhân nào hoàng lúc còn bú mớm hoàng lúc lên 3 tuổi hoàng lúc lên 5 tuổi 10 tuổi trở xuống mà trên mà mấn cha mẹ cho đến trên mấn anh em chị em đến khi người đó còn lớn nhớ
trướng, tướng đến cha mẹ cùng hàng thân quyến, không rõ đọa lạc vào chốn nào, hay sang về thế giới nào, hoặc sanh lên cõi trời nào. Người đó như có thế tô về hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, nhân đến nghe danh hiệu của Ngài, rồi một lần chiêm ngưỡng, một lần đánh lễ. Từ một ngày cho đến bảy ngày đừng thôi thân tâm, ban đầu nghe danh hiệu thầy, hình tượng chim lễ cúng dường, thời quyên thuộc là sâm quá của người đó. Nếu do ác nghiệp mà bị đọa vào ác đạo, tính ra phải chịu đến số kiếp này. Nhờ công đức tô vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và chim lễ cung dường của con cái hay của anh em chị em, nên liền đằng giải thoát được sanh lên cõi trời cõi người, hương quá vui thù thắng vì nhiều. Còn như quyên thuộc đa sáng phơ của người đó, có phước lành đã được sanh lên cõi trời cõi người, hương thọ quá vui thù thắng vì diệu rồi. Thời nhờ công đức này càng thêm lớn nghiệp nhân, về bờ thanh hướng vô lượng quá vui như người đó. Lại có thể trong 21 ngày chuyên lòng chìm lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và niệm lấy danh hiệu của Ngài đủ một số muôn biên, sẽ đăng Địa Tạng Bồ Tát hiện vô biên thân mắt cho người đó rõ nơi cõi của hàng thần quyên sớm quốc kia đã sanh về. Hòa trong giấc mộng Địa Tạng Bồ Tát yến sẽ thân thông lan tự giác, người đó đến cả thế giới thấy hàng quyên thuộc. Nếu người đó lại có thể trong mỗi ngày niệm danh hiệu của Bồ Tát 1.000 biến luôn đến 1.000 ngày, thời người đó sẽ được Bồ Tát sai ca vị quý thần ở tại chỗ đó, hồ về trọn đời hiền đời đồ ăn món mặc dư dần. Không có cá thơ bên có cho đến cá sơ tai, và còn không hề vào đến cửa huống nữa, là đến nơi thân rô ra rồi. Người đó được Ngài Địa Tạng Bồ Tát xoa đánh thọ ký cho nguyện lớn sáng thanh lại bảy nửa này, Quán Thế Âm Bồ Tát về đời sau như có khe thiền nam. Người thiền nữ nào muốn phát lòng từ rộng lớn để cứu độ tăng cả chúng sanh, muốn tu tạo vô thừa chánh giác, muốn thoát khỏi tam giới. Những người đó thấy hình tượng và nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi chí tâm quy y, hòa đem hương hoa y phục, vần bao đồ ăn uống vân vân để cung dường chìm ngưỡng, đành lễ thời cho nguyện cầu của kẻ thiện nam cùng thiện nữ đó mau được thành tựu, không bao giờ bị chướng ngại. Lạy vậy nữa này Quan Thế Âm Bồ Tát, trong đời sao như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào muốn cầu trăm nghìn muôn ư địa nguyện, trăm nghìn muôn ứng sự về hiện tại cùng vị lai thời, chỉ nên quỳ chiêm ngưỡng đảnh lễ cúng dường. Người khen hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát được như thế, thời nguyện nhưng chi và cầu những chi thay đều thành tựu ca. Lại cầu mong Địa Tạng Bồ Tát
Phật được từ bi rộng lớn ủng hộ mái tròn. Người đó trong giấc chiêm bao liền đằng ngài Địa Tạng Bồ Tát xoa đánh thọ ký đưa trí huệ lại. Vậy nửa này Quang Thế Âm Bồ Tát trong đời sau như có người thiền nam kẻ thiền nữ nào sanh lòng rấn trân trọng. Đối với kinh điển Đại Thừa phá tâm bằng thư nghi muôn đọc muôn tùng kinh điển ấy dâu găm đăng bực minh sư truyền dạy cho những người đó học tầm như đông rồi quên rồi trải đến cả tháng cả năm vẫn không đọc tùng đường. Nhưng kẻ thiện nam thiện nữ đó vì có nghiệp chướng đời trước chưa trừ sạch cho nên ở nơi kinh điển Đại Thừa không có công năng đọc tùng. Nhưng hàng người này khi nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát cùng thầy hình tướng của ngài Địa Tạng Bồ Tát đem mến bồn tâm cung kinh bày tỏ với Bồ Tát rồi dùng hương hoa y phục đồ ăn tấn ca đồ hoa cụ vân vân cúng dường hình tượng Bồ Tát. Dùng một chén nước để trong để trưa tượng Bồ Tát một ngày một đêm sau đó cung kinh chắp tay thỉnh để uống say mừng về hướng nam khi nước vào miệng phải chỉ tâm trình trọng. Uống nước xong phải cứ ngủ tân rượu thình tà dâm vọng ngư và ca việc chiên hai trong bảy ngày hoàng 21 ngày người thiên nam cùng thiên nữ đó trong giấc chim bao thấy Địa Tạng Bồ Tát hiện thân vô biên rưỡi nước trên đành của người đó. Sau khi thức dậy người đó liền đằng thông minh một phen nghe đến những kinh điển Đại Thừa ấy liền sẽ nhớ mãi không bao giờ còn quên một câu kệ nữa. Tài nàng tiêu trừ lại vây nữa này Quán Thế Âm Bồ Tát về trong đời sao như có những người nào ăn mà không đủ cầu chi cũng không thoại nguyện hoặc thân nhiều tật bệnh hoặc nhiều sự hung suy. Nhà cửa không yên ổn quyền vô chia lìa hòa có sự tai và cứ đến quay nhiễu nơi thân luôn trong giấc mộng thường phải kinh sợ những người như thế đó khi nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Thầy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát nên chí tâm cung kinh niệm đủ một muôn biến thời những sự không toại ý trên đó sẽ thiếu sanh lần lần liền đăng an vui. Đồ ăn mặc chưa giật cho đến trong giấc mộng thấy đều an ổn vui về khói hiểm nguy này. Vậy nửa này Quang Thế Âm Bồ Tát về đời sau nếu có người thiên nam thiền nữ nào hoàng nhân sự làm ăn hoàng nhân sự công chuyện tư hoàng nhân sự sanh cùng tư hoàng nhân việc gấp mà phải vào trong rừng núi hay là qua sông vượt biên hoàng cam nưa lùng lớn hoặc đi ngang đường hiểm trở người ấy trước khi đi nên niệm danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát một muôn biến được thế thời đi qua nơi nào chốn nào cũng có các vị quý thần hộ vệ. Lúc đi đứng khi nằm ngồi đều được an ổn vui vẻ luôn cho đến dầu gầm loài hầm soi sự tư nhưng tất cả thứ đồng hài đều không thể phạm đến người đó được.
Đường Phật bao ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài Địa Tạng Bồ Tát có nhân duyên rằng lớn với cõi Diêm Phù Đề. Nếu nói về những sự mà căn hàng chúng sanh, thầy hình nghe tên của ngài Địa Tạng Bồ Tát, được lời in thời giàu nói đến trong trăm nghìn kiếp cũng không hên được này Quan Thế Âm Bồ Tát. Vì thế ông nên dùng thần lực mà lưu truyền kinh này, làm cho chúng sanh trong cõi ta bà đây mãi đến trăm nghìn kiếp được chứng sự an vui luôn. Bây giờ Đấng Thế Tôn liền nói kệ rằng: ta xem Địa Tạng xứng oai thần, kim số sông hằng xa khó tỏ trần. Thầy nghe một niềm chiêm ngưỡng lễ, trời người lại ít sự không ngàn, hoàng rồng hoa thân cùng nam nữ, bao tầng sẽ xa vào đường dữ, chí tâm quy mang đại sĩ thân. Tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ, trẻ thơ trên mắt mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kế ruộng rà, lớn con nghĩ đến đều không biết. Nào giờ đường lành ở đâu là, hoặc vẽ hoàng tô đại sĩ hình, cám thương chim lê biệt chẳng đành, hầm mô ngày luôn niềm danh hiệu, Bồ Tát hiền thân đến bên mình. Chỉ rành quyền thuộc ở nơi nào, giàu sáng thôi cùng ra mau, nếu được không lôi lòng kinh ngưỡng, thanh kế Bồ Tát vốn đầu trong. Bồ Đề Vô Thượng muốn tu hành, mong ra ba cõi khói tư sinh. Người này đã phá lòng bi lớn, trước nên chim lễ đại sĩ hình, nghe tên quy y đấng trọn lành. Cung dường cung kinh phao lòng thành, nghiệp chương chẳng hề ngăn chướng đặng. Bao nhiêu mong ưa sớm viên thành, có kẻ phá tâm tùng kinh sân, muôn đồ chung sanh khỏi tai anh. Dầu là nguyện lớn chẳng nghĩ bạn, đồng rồi quên rồi luôn sống mất. Người này nghiệm chướng nó làm mê, hồng đại thừa kinh khó mọi bề. Y vô quân an ca ngoa cô, cung dương Địa Tạng với hương hoa. Dùng chén nữa trong bài trơ tượng, canh một ngày đêm bừng lấy uống. Sanh lòng ân trọng cử ngũ tân, rượu thình ta dâm cùng dối luôn. Trong hâm môn ngày chớ xa sanh, chuyên lòng tướng niệm thượng nhân danh. Chim bao thấy rõ tôn dung hiền, thức rồi liền đăng trí khôn lành. Đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nghìn vàng đời sau nhớ chẳng xài. Chính nhờ đại sĩ oai thần lớn, thâm giúp người kia có huệ tài. Chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà hoa hoang người lìa nhau. Ngủ mê mộng mì không an giấc, muôn cầu hồng chẳng đường nào. Dốc lòng chim lễ Địa Tạng ngài, bao nhiêu việc phải tiêu ngay. Nhận đàn chim bao đều an ca, quê thân phò hồ của dư xài. Muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thu đồng tượng cung dường kinh lễ cùng chim ngưỡng. Núi rừng miền cả có vào trong, án tai tiêu sanh thường an sướng. Quan Âm Long nghe ta nói rõ,
Địa Tạng Vô Lượng Hoài Thần đó trăm nghìn muôn kim thuật chẳng rồi rộng tuyên đại sĩ đại sức nó người nghe đến Địa Tạng danh thấy hình chim lễ hến lòng thành thường hoàng uống dân y phục trăm nghìn bao đẹp hương đều lành nếu hai đêm công hồi phàm giới rơ rao thành phật sanh từ cõi Quan Âm nên bia căn tuyên bày truyền khảm hăng xa nhiều nữa coi kinh Địa Tạng Bồ Tát Môn Nguyên dặn dò cứu độ nhân thiên phẩm thứ mười ba đức Phật nhà Pha Luân đó đừng Thế Tôn giờ cánh tài sanh vàng xoa đánh ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát mà báo rằng Địa Tạng thần lực của ông không thể nghĩ bàn, đứng từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí huệ của ông không thể nghĩ bàn, biện tài của ông không thể nghĩ bàn. Dầu cho ca đức Phật mười phương khen ngợi tuyên nói nhưng sư chẳng thể nghi bàn của ông trăm nghìn muôn kia cũng chẳng hên đằng này Địa Tạng ông nên nhớ hôm nay. Ta ở trong cung trời đau lời nơi pháp hội lớn có trăm nghìn muôn ưng bân khà thuế bơ khà thuế ta ca ca đứng Phật căn vị Bồ Tát căn hàng trời rồng tam bồ chúng đây. Một lần nữa đem ca hàng chúng sanh trong kẻ những kẻ ở trong nhà lửa chưa ra coi ba coi mà giao phó cho ông chớ để ca chúng sanh đó phải bị đọa vào an đào dầu là chừng một ngày. Một đêm huân chi lại để cho chúng nó phải bị đọa là vào địa ngục ngô vô gian cùng địa ngục a tỳ mãi đến nghìn muôn ư kiếp không lúc nào ra khỏi ư này. Địa Tạng tâm tánh của chúng sanh cõi diêm phù đề không định phần đông đều quen theo thói thoáng hoàng có người pha tâm lành nhưng rồi không bao lâu liền thôi ta còn như duyên an lại luôn luôn tăng trưởng cùng vì lẽ đó nên ta phải chia thân này ra trăm nghìn ức để hóa độ thuận theo căn tánh của chúng nó hầu làm cho chúng nó được giải thoát này. Địa Tạng hôm nay ta ân cần đem chúng trời người giao phó cho ông trong đời sau như có hàng trời người cùng thiên nam thiên nữ nào trọn chung in căn lành ở trong phần pháp chừng bằng sợi lòng mấy trần hột can giọt nước thai ông nên dùng đạo lực của ông ủng hộ người đó làm cho người đó tu tâm lần lần đào hành mỗi thân. Lại vậy nữa này đi ta Bồ Tát trong đời sao hoàn có trời ấy người nào phải theo nghiêm mà thọ ba bi đọa vào chôn án đạo đến khi bi đọa vào án đạo vừa bước đến cửa ngục. Nhưng chúng sanh đó nếu có thể niệm đặng danh hiệu của Đức Phật hay danh hiệu của một vị Bồ Tát cùng một câu một kệ kinh điển đại thừa, ông nên dùng thần lực của ông tìm phương chứa cứu và tha chúng sanh đó. Ông nên hiện thân ra trước kẻ đó phá tan địa ngục làm cho họ đưa sanh lên cõi trời.
Hưởng những sự vui vi diệu thù thắng, bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kể rằng đời nay đời sau chung thiên nhân, nay ta ân cần dặn báo ông dùng đại thần thông quyền độ họ. Đừng cho ấn đào đọa vào trong, Bồ Tát tuân chi bây giờ ngài Địa Tạng Bồ Tát quỳ gối chắp tay bành cùng Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, cuối xin Đức Thế Tôn chớ lo. Trong đời sau nếu có người thiện nam cũng kế thiên nữ nào, đối với trong phần pháp có môn niệm cung kính, còn cúng dùng trăm nghìn phương tiện đô thoát, người đó làm cho mau đàng giải thoát trong đường sanh tử. Huống nữa là nghe ca vỉa lành rồi luôn luôn tu hành tự nhiên ở nơi đạo vô thượng, không bao giờ còn thôi chuyển hư không tàn bành. Hỏi lúc ngài Địa Tạng Bồ Tát bành lời nói trên đó vừa xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tăng Bành cùng Đức Phật rằng bành Đức Thế Tôn, từ khi con đến cung trời đạo lời này nghe Đức Như Lai người khen hoài thần thế lực công thế nghi bằng của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Trong đời sau vẫn có người thiện nam cùng thiền nữ nào, cho đến tất cả hàng trời rồng vân vân nghe kinh điển này và nghe danh từ của Địa Tạng Bồ Tát cùng với chim lệ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát. Thời nhân kể ấy được bao nhiêu điều phương lời cuối mong Đức Thế Tôn về tăng ca hàng chúng sanh ở hiện tại và vì lai mà nói lược việc ấy cho. 28 điều lời Đức Phật bao ngài Hư Không Tạng Bồ Tát lắng nghe cho kỳ, ta sẽ vì ông mà nói rõ việc ấy cho. Trong đời sau người thiện nam cùng thiện nữ nào thấy hình thương của ngài Địa Tạng Bồ Tát và nghe kinh này cho đến đồng tung dùng hương hoa đồ ăn món uống y phục vân bao mà bồ thí cúng dường người khen. Chim lệ thời kê ấy được 28 điều lợi ích như sau đây: một căn hàng trời rồng thường hộ niệm, hai quá lanh càng ngày càng thêm lớn, ba chứa nhóm nhân vô thường của thanh, bốn mãi không còn thôi thân đạo bồ đề, năm đồ mặc món ăn dồi dào đầy đủ, sao những bệnh tà không đến nơi thân, bãi khói những tai nạn về nướng và lửa, tam không có bị hại vì trộm cướp, chính có người khác thấy đến sanh lòng cung kính. Mười ca hàng quê thần theo hộ trì, mười một đời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai, mười hai đời sau sẽ làm con gái cán hàng vương gia đại thần. 13 thân tướng sinh đẹp, 14 phần nhiều đưa sanh về cõi trời, 15 hoang làm bừng vua chúa, 16 có trí sáng biết rõ việc trong những đời trường. 17 có mong cầu chi cũng đều được toại ý, 18 quyến thuộc an vui, 19 cá tai và bất ngờ đều dứt sạch, 20 cá nghiệm về án đạo đều trừ hẳn.
21 đi đến đâu cũng đều không bị sự trở ngại. 22 đêm nằm chim bao an ổn vui vẻ. 23 những người thân tổng đà trên nếu có tội tời được hồi khôn. 24 nếu về đời chưa có phước thời được khó sanh về cõi vui sướng. 25 ca bờ thanh người khen. 26 căn tánh lành lời thông minh. 27 giàu lòng tư mẫn. 28 rốt ráo thành phần. 7 điều lời lại vậy nữa này hư không tan Bồ Tát. Như hàng trời rộng quê thần ơi yên tai và vì lai nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát đăng lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát hoa nghe ca sư về bốn nguyện tu hành. Của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà khen ngợi chim lễ thờ sẽ đặng bày điều lời ích. Một mau chân bậc thánh, hai nghiệp ác tiêu diệt, ba chư Phật đến ủng hộ, bốn không thối thân Bồ Đề Tâm, năm bốn lượng được tăng trưởng, sáu việc đời trương đều rõ biết, bài rốt rao thành phần. Đại hội tháng tháng bây giờ bất khả thuyết, tăng ca ca đưa phân và đại Bồ Tát cùng tam bố chúng trời rồng. Mười phương đến dự pháp hội đó nghe Đức Thế Ca Mâu Ni Phật người khen khuyên bài xứng oai thần lớn chẳng thể nghi bằng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát đều khen việc là việc chưa từng con. Lùng đó trời đao lời rưới vô lượng hương hoa thiền y chuối ngọc đê cung dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và Địa Tạng Bồ Tát xong rồi tăng ca đại chúng trong pháp hội đều lại chim lê chắp tay mà lui ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện quyên hạ hết bốn thể Địa Tạng so nhân trong kinh tạng thờ cấm ống do tiền sanh đời nay tùng đại thừa phương lợi vô cùng. Quyết sàng báo vang sanh Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng. Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng. Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tăng. Đạo lời Thế Tôn nói pháp màu Địa Tạng công hành ra rộng sâu thánh giáo mai truyền sao chẳng ngưng khâm lời trời người khỏi khổ sầu trời A Tu La già xoa thanh. Nên nghe pháp đó nên chỉ tâm ủng hộ Phật pháp khiến thường còn mỗi vị siêng tu lời Phật dạy. Bao nhiêu người nghe đến chỗ này hòa trên đấng liền hoàng hư không thường đôi người đời sanh từ tâm ngày đêm từ mình nương pháp ơn. Nguyện cả thế giới thường an ổn phước trí vô biên lời quần sanh bao nhiêu tội chướng nghiệp tiêu trừ xa lìa ca khó về viên tịnh hằng dùng giới hương xoa vong sang. Thường diện đinh phong để giúp thân hoa màu bồ đề khắp trang nghiêm tùy theo chỗ thường an là. Nam mô tội ta phu chánh ung hô đạo tràng hộ pháp chư tôn Bồ Tát. Nam mô tội ta phu chánh ung hô đạo tràng hộ pháp chư tôn Bồ Tát. Nam mô tội ta phu chánh ung hô đạo tràng hộ pháp chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tăng. Ma Ba Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Hoa
quang tự tại Bồ Tát hành thầm bằng nhã ba la mận đa thời chiều kiên ngũ ứng giai không đòi những thế cô anh xa lời tư sanh bất gì không không bấn gì sanh sanh tân thì không. Không từ thế sanh thọ thương hành thương di phụng như thế xa lời từ thì chư pháp không tướng bơ sanh bằng diệt bằng cao bơ tịnh bơ tăng bằng giam thì có không trung vô sanh vô thọ thương hành thương vô nhàn nhị tỳ thiệt tăng y vô sa tịnh nương vì sung pháp. Vô nhàn giới này chi vô ý thân giới vô minh diệt vô minh tăng này chi vô lao từ diệt vô lao từ tăng vô khó tâm diệt đạo vô trì diệt vô đăng diệt vô sơ đăng cô bồ đề tăng đòi bắn nhờ ba la mừng đa cố tâm vô quay ngài vô quay ngài cô. Vô cùng bồ biến lê điện đa mộng tấn cứu canh ni bà tam thế chư phật ni bà nhã ba la mừng đa cố đăng nga nâu đa la tam miêu tam bồ đề cô trì bà nhã ba la mừng đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thương chú thì vô đăng đăng chung. Năng cử nhân thế cô chân thiện bằng ngự cô thuyết bằng nhà ba la mừng đa chú thường thuê chú vi đế đề ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng ba ha yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng ba ha yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng ba ha ba nhân thế nghiệp chứng căn bản đa sanh tịnh độ đà la ni nam mô a di đà ba già đa tha già đa già đa điện già tha di đi đô bà tì a di đi đa tấn đam bà tì a di đi đa tì ca lăng đề a di đi đa tì ca lăng đa già di ni già già na chi đa ca lê ta bà ha nam mô a di đà ba già đa tha già đa già đa điện già tha di đi đô bà tì a di đi đa tơ đam bà tì a di đi đa tì ca lăng đề a di đi đa tì ca lăng đa già di ni già già na chi đa ca lê ta bà ha nam mô a di đà ba già đa tha già đa già đa điện già tha di đi đô bà tì a di đi đa tấn đam bà tì a di đi đa tì ca lăng đề a di đi đa tì ca lăng đa già di ni già già na chi đa ca lê ta bà ha đà phật thân kim sa khe tướng a quang minh vô đẳng luân bành hào uyên kiên ngũ tu di cam mung trần thánh tứ đại hải quang trung hóa phần vô số ứng hóa bồ tát chúng diệt vô biên thứ tham ba nguyện độ chúng sanh cứu pháp hàm linh đang bị ngàn ngày nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô 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 a di nam mô A Di Đà Phật 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 nam mô Phật nam mô A Di Đà 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 Phật
Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Phật, Nam Mô A Di Đà 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 Phật, Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Mười phương chư Phật Ba Đời A Di Đà Bực Nhất Chánh Trời Quần Sanh Sen Vàng Chín Pháp Sanh Dành Hội Linh Đức Ca Đa Dành Vô Biên Nay Con Dựng Tâm Lòng Thiền Quy Y Với Phật Sam Liền Tôi Căn Phước Lành Con Có Chi Chăng In Nhiều Quý Công Nguyện Rằng Về Tây Nguyện Cùng Với Bạn Tu Thời cảm ứng hiện nay điềm lành biên giờ biết khắc rõ rành làm dung tàn mặt cánh lạnh tay vương thấy nghe chánh niệm hơn thường ván sanh là quấn đồng nương hoa vàng hoa nơ thấy Phật rõ ràng thuộc vọng sanh tứ đô an muôn loài phiền não vô biên thể dừng trừ pháp môn tu hồng chẳng còn dư chúng sanh nguyện đồ bờ kia đến đạo phận cùng nhau chứng tri như ai hư không coi nó dầu cùng trên còn mãi chẳng cùng chẳng thiên không tên cũng có đồng nguyện trí màu của phần đồng viên đồng thành nay con lại nguyện tu hành phổ hiền nguyện lớn sẵn dành mười môn một là nguyện lại thế tôn hiền thân
văn chư Phật hết lòng kính tinh. Hai khen Phật đứng rộng thanh, lời hay tiếng tốt tân tình người cam. Bà thời sắm đố hương hoa, tràng phan bao cái dưng ra cung dường. Bốn vì mê chấp lầm đường, tham sân nghiêm chướng con thường sám luôn. Năm suy công đức vàng muôn, của phàm của thánh con đồng vui ưa. Sau khi Phật chứng thượng thừa, phàm màu con thánh đã vừa truyền trao. Bay lòng chẳng chung lãng sao, cầu xin chư Phật chớ vào vô dư. Tam thường tu hồng đại thừa, bao giờ bằng Phật mới vừa lòng con. Chính thế chẳng dám mỏi mòn, dẫn diệu muôn loài đều tròn pháp thân. Mười đêm công đức huân, mọi loài cùng hướng khắp trần cùng vui. Điều nguyện lớn nguyện rồi nguyện về cực lạc ngồi tòa sen. Niệm Phật công đức thù thắng hành này vô biên thắng phước giai hồi hướng ơi vô nguyện phạm giới chư chúng sanh thông vang vô lượng quang Phật sang. Nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ chân minh liệu, phó nguyện tôi chương tấn tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, cử phẩm liên hoa vi phù mẫu, băng thôi Bồ Tát vì bàn lượng. Nguyện gì từ công đức phó từ nhân thiên, ngã đằng giữ chúng sanh giai công thành phần thế đạo. Từ quê tạng ai trí huệ như hải. Từ quý tăng ai đưa nguyện chúng sanh thống lý đại chúng ai nhất thiên vô. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.